nhược điểm thì có thể là em nói hơi nhanh ạ. Thì khoảng hơi hậu đạo xíu. Con gái là quá lẹ lẹt ạ. Quá ăn diện ạ. Rất là ấn tượng những bạn trai mặc áo trắng, áo sơ mi trắng. Em là fan của câu lạc bộ Real Madrid ạ. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta tự giới thiệu về mình cho mọi người cùng nghe. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Ninh ạ, chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả cũng như bạn chơi bên ạ. Em tên là Phạm Thanh Túy ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Quê em thì ở Nam Định ạ. Hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên công của tổ cắt của công ty Hưng Phú ạ. Thế là em là cắt thôi đúng không? Dạ vâng, cắt áo sơ mi bán sản phẩm ạ. Cắt áo sơ mi. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Xin chào Kỳ Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Xuân, em 26 tuổi, em quê của em ở Nam Định. Công việc của em là trình dược viên của công ty dược ở quận 12 ạ. Đầu tiên thì chúc mừng hai bạn đã cùng đồng quê, ở cùng quê với nhau. Đó là Nam Định ha. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì em ở đâu? Dạ, hiện giờ là em đang ở quận 9 ạ. Quận 9, bạn trai ở đâu? Dạ, em ở tại Gò Vấp luôn ạ. Gò Vấp, cũng gần. Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu ha. Điểm mạnh, điểm yếu, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là dễ gần, cởi mở, biết cũng biết nấu ăn một xíu ạ. Dạ. Thì còn nhược điểm của em là hay quên, hay lúc nào thi thoảng hơi hậu đậu một xíu. Trời ơi, nhược hơi hậu đậu là sao? Dạ, cũng có tùy tùy lúc thôi chị, chứ không phải lúc nào cũng như thế ạ. Dạ. Bạn trai thì sao? Về ưu điểm của em thì em giỏi thể thao ạ. Em nói chung là nếu về chăm sóc bản thân thì rất là tốt. Với nấu ăn thì em cũng có thể tự lo được ạ. Về nhược điểm thì có thể là em nói hơi nhanh ạ. Với lại tính em khá thẳng ạ. Ví dụ đi với bạn gái mà nếu mà em mà không vừa ý cái gì bạn gái là em sẽ nói luôn ạ. Có khi nào không vừa ý là bỏ bạn gái đó đi về không? Không có đâu ạ, không bao giờ ạ. Em đã có mấy bạn gái rồi? Dạ là hai ạ. Một là thời còn đi học lớp 12 ạ. Rồi em đi bộ đội ạ. Em đi bộ đội thì lúc về thì cô cũng cưới chồng chuẩn bị có con rồi. Còn mối tình về sau này thì em vào thành phố Hồ Chí Minh em làm rồi cũng gặp trong công ty ạ. Yêu nhau được 2 năm rưỡi. Rồi sau này hai đứa cũng nhiều cái vấn đề quá cho nên là hai đứa chia tay ạ. Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay được hơn 2 năm rồi ạ. À. Còn bạn gái con đường tình trường thế nào? Dạ em thì cũng có khoảng một có 3 mối tình. Thì mối tình mà lâu nhất thì là mối tình thời học đi học dược ạ. Thì đó là cũng quen một thời gian nhưng mà do cái sau này mỗi người một nơi cũng không đi được tới đâu hết nên là dừng tại đó. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em sẵn sàng đấy ạ. Tại vì hôm nay em cũng 26 tuổi, đối với người Bắc thì cũng hơi là lớn tuổi ạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì mẫu người con trai của em là cao 1m70 mà em rất là ấn tượng những bạn trai mặc áo trắng, áo sơ mi trắng. Dạ. lúc nãy em có nghe bạn bên này nói là bạn rất thích thể thao thì em rất là thích ạ. Em là mê bóng đá, em là fan của câu lạc bộ Real Madrid ạ. Em là fan của câu lạc bộ gì? Em thích Arsenal và Real Madrid. Em sẽ tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì em muốn mẫu tìm mẫu con gái thì nếu về chiều cao thì em thích những người nhỏ con hơn, từ 1m55 đến 1m6 đổ xuống là đẹp ạ. Nhỏ người ạ, nhỏ người thì lúc đấy đi thì em mình có cảm giác là mình che chở hơn nhá. Em thích một người biết chăm lo cho gia đình ạ, biết cách đối nhân xử thế là được ạ. Vâng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Em không thích cái gì, không thích gì ở người bạn gái? Em không thích con gái là quá lè lẹt ạ. Quá ăn diện ạ. Lè loẹt, trưng diện hả? Trưng diện dạ. Nhưng mà trưng diện ta đẹp chứ có gì đâu em. Không, nếu mình làm quá lên thì nó sẽ ví dụ trang điểm quá đậm một chút là nó sẽ nhìn nó khác hẳn ạ. Khó quá hả? Bạn gái thì sao? Mình không thích cái gì ở bạn nam? Em thì không thích con trai mà tính gia trưởng quá, hói đầu á. Dạ. Còn mập mập thì cũng không sao. Che lại mất tiêu sao thấy? Dán lên coi. Còn hói không? Coi. Không ạ. Hói hai bên bát. Cái đó màu đen cũng được ha. Em có tật xấu gì không em?
Trời, mua đen quá vậy. À dạ. Em thì tật xấu của em thì em như vừa nãy em nói thì em nói quá nhanh hay là em quá thẳng tính nhỉ. Về mấy cái khác thì em cũng khá là hiểu bạn gái. Nếu mà hai đứa có tranh luận hay cái gì thì thường thường em sẽ là người nhận sai nó luôn ạ. Mọi chuyện cho nó qua. Dạ. Sau này nếu như mà kết hôn, lập gia đình xong thì mình định sẽ là lập nghiệp ở đâu? Dạ, chắc là trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có dự kiến là kế hoạch nhà cửa, an cư, lạc nghiệp gì không? Bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu? Về vấn đề nhà cửa thì em sẽ làm hết sức mình ạ. Còn nếu mà đã cưới nhau về yêu nhau ạ, sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhất ạ. Vì dạ. Vậy là được rồi ha. Dạ. Vậy là ủa ba mẹ em ở trong này luôn ha? Ăn không ạ, mẹ em thì vẫn ở ngoài Nam Định ạ. Không có làm dâu mà làm dạ, được trong này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, okay, dạ. Cảm ơn em. Rồi, anh sẽ qua xem. Bạn trai màu đen lắm. Màu đen lắm. Màu đen mà không cho bạn gái màu đen. Nãy giờ những cái điều em yêu cầu hình khán giả như vỗ tay không à. Hình như nó hợp nhau lắm á. Nếu mà nãy giờ em đồng ý á thì khoảng bao lâu có thể cưới nhau được? Dạ, nếu mà phù hợp thì có thể cuối năm ngay cũng được ạ. Cuối năm nay cũng được hả? Dạ. Em thích con trai hay con gái? Em thì con nào cũng được ạ. Không được, quan hả? Trọng dạ. Thích mấy trai mấy gái? Bây giờ thì là hai ạ. Có thể kinh tế mạnh hơn thì có thể thêm cũng được. Cũng được ha. Dạ. Thoải mái, không có làm dâu gì hết. Là dạ. Khỏe rồi ha. Dạ. Con trai con gái gì cũng được hết. Mình có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân với mợ của em ạ. Dạ. Bạn với mợ. Nói về cháu thì cháu có cái tính là biết kính trên nhường dưới, là cái tính là rất tốt. Còn thì nếu bạn trai bên này nhìn thì men. Lại cùng quê mình nữa thì rất rất tốt. Mợ thấy là bạn bên này là được đấy Xuân. Hai cháu cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Thành công là tốt nhất. Cảm ơn mợ. Cảm ơn mợ nhiều. Hai có đi với ai không? Dạ em đi với em đồng nghiệp ạ. Anh Túy thì rất là năng động trong công ty, cũng tham gia các hoạt động thể thao rất là nhiều. Còn về chị thì em thấy là rất là xinh, với lại vừa hợp với cái dáng mà anh Túy đưa ra. Nhỏ nhỏ người ha. Cảm ơn em. Thôi giờ mình kéo màn lên cho Túy với Xuân gặp mặt đi ha, để xem mùa xuân có tràn về nơi đây hay không. Kéo màn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ở Nam Định anh ở đâu ạ? Anh quê ở Giao Thủy ạ. Em cũng ở Giao Thủy. Ồ, em ở xã nào ạ? Dạ, em ở Giao Lạc ạ. Giao Lạc ạ? À, dạ. Anh ở thị trấn Ngô Đồng. Dạ, về là gần đó ạ. À, gần, rất là gần. Dạ. Ở trong đây thì có vẻ là cũng gần đúng không? Dạ. Em ở trọ quận 9 à? Dạ đúng rồi ạ. Mình có thể thường xuyên gặp nhau hơn á. Dạ. Vậy anh thì anh buổi tối thì anh cũng đang đi học thì cũng khá là rỗi vào các ngày thứ 3, 5, 7 á. Cho nên là nếu mà có thể thường xuyên thì gặp nhau nhiều hơn. Dạ. Để mình có thể nói chuyện nhiều hơn nữa. Dạ. Quan hệ tình yêu của anh như nào ạ? Nếu mà hai người hợp nhau nói chuyện mà vui vẻ á, tạo cho nhau cái cảm giác tin tưởng thì là tốt nhất. Thì khi đó thì cũng có thể là chắc chắn sẽ không ai hoàn hảo cả, nhưng mà mình biết tha thứ cho nhau đó cũng là điều rất quan trọng. Đó là điều em cần. Dạ. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thường thích con trai như thế nào á? Em thì thích con trai thẳng tính hơn. Thì mình không thích cái gì thì mình nói. Thì tại vì em cũng không có, lúc mà anh nói thẳng thì em sẽ tiếp nhận, chứ không phải là cái diện mà em không thích là em sẽ thẳng mặt này em mà là thế này thế kia. Em nói em thích xem bóng đá đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà có điều kiện thì cuối tuần mình có thể rủ nhau đi xem bóng đá thì rất dạ, là tuyệt vâng. Đúng không? Em rất là thích luôn ạ. Kế hoạch tương lai đi bạn. Chúng ta hẹn hò như thế nào? Nếu mà hẹn hò thì sẽ gặp nhau nhiều hơn á. Còn dạ. Nếu về cưới hỏi thì mình cứ tìm hiểu nhau á. Dạ để đúng thực sự rồi. Nếu mà hai đứa hợp nhau tiến tới thì chắc chắn mình sẽ làm nhanh nhất. Dạ đúng ạ. Em dạ. Hơi mệt. Hẹn như thế nào em? Chắc chắn em sẽ đón cô ấy đi chơi. Dạ. Anh thì anh cũng không biết nhiều chỗ chơi, nhưng mà anh biết ở đâu thì anh sẽ dẫn em đi đó. Đi dạo. Dạ, dạ em dạ. Cũng chỉ gần hết ạ. Có dạ. Nếu mà có bóng đá thì anh nên rủ em đi coi bóng đá này nhé. Thôi bạn trai tặng quà gì cho em vậy? Dạ là áo sơ mi chị. Áo do bạn trai cắt đi. Phải không? Dạ dạ. Em không biết người cô ấy như thế nào, cho nên là em xem thì thấy con gái mặc áo form rộng, mặc áo thun form rộng rất là đẹp, cho nên em mặc cắt một cái áo form rộng. Em thử đi, em thử coi đã. Thử đi, thử đi. Cắt là may á hả? Vâng, em cắt đấy ạ, còn may thì em chưa biết may.
Bạn này ở khâu cắt thôi. Khâu cắt thôi đúng bạn không? Bạn chỉ cắt thôi, còn ai ráp, ráp không ráp thôi. Thôi rồi lấy ra đi coi, thử coi vừa không bạn. Mặc vô coi cho đẹp. Công tình người ta thức cả đêm người ta cắt đó. Thức 3 đêm đó mới cắt được cái áo đó. Em thử. Áo đi coi đá banh là đẹp luôn á, hợp luôn, không có nắng, ngồi sân vận động đỡ bị nắng. Dạ. Được không mọi người? Em thấy sao được không em? Dạ, nếu mặc vào thì chắc chắn sẽ rất là đẹp đấy ạ. Dạ. Em có suy nghĩ sẽ tặng anh ấy một món quà gì ngày đầu tiên gặp mặt không em gái? Dạ, này, em có một cái món đồ thật sự là hoa tự làm ạ. Em muốn tặng anh đó. Anh nhưng mà em đi gặp, em để nhà xong em đi trời mưa em gấp quá mặc áo em đi phóng đi luôn, em để quên đi quà ở nhà nữa ạ. Oh, vậy là coi như em nợ bạn trai một món quà đúng không? Dạ, đúng rồi. Chúc đi uống cà phê nhớ lấy hoa tặng bạn trai nha. Dạ. Tiến tới hôn nhân thì cái an cư lạc nghiệp mình sao, cái kinh tế mình sao, trong nhà lại ai sẽ quản lý tiền bạc, tài chính? Em nghĩ là chuyện tài chính thì ai cũng giữ cũng được ạ. Chứ không quan trọng là vợ cứ phải là người giữ. Còn chuyện kết hôn thì cứ để khi nào mà cảm thấy phù hợp hãy là mình tiến tới. Chắc chắn thì anh sẽ để em giữ bởi vì là con trai thì chắc chắn sẽ không thể khéo léo như con gái được. Con gái còn lo nhiều việc trong gia đình, nấu nướng ngay con cái thì chắc chắn là vợ lên giữ. Dạ. Chồng thì nên cầm vừa đủ được. Con cái thì như thế nào? Con cái thì như em thích con gái thì thực sự em bây giờ em đang có 5 cháu gái cho nên em cũng rất thích kiểu con gái ạ. Nên là không có quan trọng về là con gái, trai hay con gái. Em thì có 2 cháu trai nên em cũng rất thích là có con gái. Rồi, thôi bây giờ tặng quà rồi ha, sở thích quan điểm rồi hết rồi. Mình hãy nói một cái gì đó về cái cảm xúc của mình hiện tại dành cho người đối diện. Anh lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là cởi mở, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội để mình có thể nói chuyện nhiều hơn, đi xa nữa. Bạn gái? Em thì đen nó rất là dễ nhìn ạ. Đẹp trai đó, có thể nói là đẹp trai. Thì cũng rất là cởi mở, cũng nói chuyện cũng khá là hợp đó. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cùng quê Nam Định, có thể về quê chung với nhau hay không là do quyền quyết định các bạn. Hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Mỗi trái tim, mỗi giọt dừa, mắt hai mí. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Dẻo miệng quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, coi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Khánh. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ, em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. À, hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ, dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành, năm nay em 31 tuổi anh. Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh, bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Đến thời điểm này thì được 2 mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được 1 năm. Dạ. Rồi, cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. Wow. 2 mối tình có thể là gọi khắc cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ, khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ, tại vì anh ấy không trung thủy. À. Không có ghi tâm, khắc có cốt. Có nghĩa mình khắc mà anh không có khắc. Dạ, đúng rồi.
Các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình, một người hai, một người bốn rồi, cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi, có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Nói gì đó hả? Tại vì đa năng mà anh. Với hai nữa đặc biệt là có khiếu với người già nít, thay tạ cho bé cần còn giữ nữa. Rất là giỏi. Dưỡng nít giỏi, dạ. Thay thả giỏi à, không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nó nhiều. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn chỉ cần man là chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương, chiều chuộng là phụ nữ như vậy là đúng. Chịu rồi. Rồi mời bạn nữ, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc, cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Rồi. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Dạ, bên nó nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. À, mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7. Biết quan tâm chăm sóc cho em. Biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt hai mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ, em thích rõ ràng vậy luôn á chị. Ba mắt mũi miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì có, tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em như này nè. Đó, dạ. Mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Đó. Ừ, đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao 1m50 trở lên, biết chịu khó công việc, biết được quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. Kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về, sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết dọn dẹp á. Bê bối. Bê bối chứ phải ở dơ. Bê bộn bê bối thôi chứ không ở dơ. Là hai ba ngày người ta không tắm, rồi đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. Bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ, nhiều khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng. Trời ơi. Bây giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ. Dạ đúng rồi, mà thì phải nghe thôi. Dạ. Hello chị Cát Tường. Chào em. Ông Mai nhìn tôi dễ thương quá à. Cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không? Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó. Còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe rồi, mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dùng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào, lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lãng lãng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích. Đúng rồi. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái mà muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tự giống chị Cát Tường càng tốt. Đặc biệt là lúng ra đồng tiền. Thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha. Bạn cao mét mấy? Em mét 65 hả chị? Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu chí. Mang dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Nhiều em cho người ta nói à, phải. Ừ, có người nói là bạn nghe chữ. Coi như là em nói người ta phải nghe à, phải, là hạn chế hai bên tương đẳng nhau là được rồi à. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè à, hay là xăm mình rồi, thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này, cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi, mày đi xăm đây cho nó khỏe. Thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi. Còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tố kỵ gì đó. Vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển ấy. À giờ vừa xưa vậy, truyền thống á chị. Không hiểu Tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm mình. Ừ. Sao cũng được, miễn sao người được, tốt là được rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi. Đó là như vậy. Thế anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ vậy? Trời ơi, thì xăm có nguyên con đại bà như thế nhiêu. Dạ em chào anh. Ừ. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước 7. Dạ. Em có hụt hẳn không? Dạ hơi chút xíu. Hơi chút xíu. Người đây có vẻ cao to. Cao đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À. Chị
chữ mom. Chữ mom là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao em không thích anh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà phụng từ hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, tùy hoàn cảnh. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người Việt rồi. Em không thể nào mà cãi lời cho người lớn. Đúng rồi. Dạ. Có đôi khi thôi kệ, lúc này nhường chút xíu đi. Dạ, cái qua thời điểm đó, bắt đầu mình từ từ thuyết phục cho mẹ lắng nghe được á. Cha mẹ là thương con á thôi, chỉ muốn con tốt đúng thôi. Đúng rồi. Anh thấy anh được chỉ chững chạc nói năng cũng cũng biết cách, cũng hợp lý ha. Rồi thôi, hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Được, đem hỏi cái người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á, thì về ngoại hình á thì nhìn cũng được. Được sao chữ được yếu quá chị. Hơi nhỏ. Những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu, rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu. Dạ, em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ, hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. Em thuê nhà ở quận Bình Tân với chị, năm 97 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Tân. Thuê nhà chị. Nếu như mà được thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này cũng được. Em thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi ôi. Cảm ơn chị cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ dạ, con. Dạ, hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ, anh công việc cụ thể của anh là gì? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Thí dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Dạ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Dạ. Và trong thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa. Dạ. Về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định không anh? Đúng rồi, lương phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm, anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà thiếu có nghĩa là anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè, Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? Khúc gần bến xe miền Đông à. Chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cứ lo lắng điều đó, đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc, các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được. Nhà anh có bao nhiêu người vậy? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy anh? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào? Cảm xúc bây giờ em ra sao? Em có thích hay không? Xinh, đáng yêu. Nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình không? Không, càng khoái này hơn. Nói chung là càng khoái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhò đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay đến đây thì chắc chắn anh sẽ dành hết cho em. Đúng rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào? Và quyết định, suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc.